Hello everyone, how are you today? Okay, teacher hope everyone stay fine, right? And today, we will do some revision together, okay? Now, let's see. Okay, so before we go to see our words, we need to know our objective first, right? So, number one, remember more about the lesson. Chà, nó cứ trong ở con trong trăm bằng thèm tiết ông bì mấy mày riêng chà, chẳng chẳng mơ number two, let's see number two. Yes, number two, do spelling. Chà, cứ nó cứ trong ở con thơ ca bà có bịa chà, bằng tốt bì mơ bịa tặng ở hay cô nâng chè bà có bịa tặng ở nâng hay giờ nó thua lùm hạt nát. Ok, chẳng đi chì bịa tìm mùi bà nạc rú. Ok, tỏ ở lời dân an tặng ở khía. Car again, car cha car ai cái con lan cha chẳng car nên là sao ai khác car I spell C A R car lan one more time car I spell C A R car lan. Ok, mở rụp hiệp nè cha này cứ chỉ rụp hiệp lan. Next one, number two, book again, book cha cái book siêu phơi mình nói soi khá con book I spell b double o k book again book I spell b double o k book siêu phơi mở rụp hiệp mới con cha này cái chữ rụp hiệp siêu. Okay, next one, number three. Number three is pen. Chà, one more time. Pen. Chà, pen ấy kì tới con bịt. Chà, bịt mình ở xoay khá nó. Bịt, pen, mình ở xó. P-E-N, pen. Again, pen I spell P-E-N, pen. Cái pen bịch tỏ lời mà rụp hiếp bịch cha này kia chưa rụp hiếp bịch chắc nè cổ đang thạp ổn phốn squat rụp cái này phụ ấy mạc bà dớt ai bà bịch ổn phốn có ai bà bịch tái dân rừng nạ tìm mũi dân bà mà đại sân nè chắc dân lăng thân nạ tìm tiết dân nằm bà bịch đài. Ok, bịch bị xong lại thầm mấy con pen, very good. Number 4, cha con khơi ạc xo bò cò hòm đi ớt. Chà, khơi, mùa hạt ấy, mùa hạt cứ nhạc rú trong bạp ôn thá. Xem rạp biện ní cứ ạ xo đã khóc nút, đại ạ xo đã chậm lại lơ, đại bạp ôn ạch nghi xô hôn ca trong chạm bán cứ. Mình tập bấy thế cứ ạ xo C, I and L. Hai biện kháng múc cứ đốt biện pen lời kháng, kháng lờ. Chẳng là một phó dừng an thá. Pencil, đồng thiện nét. Pencil, very good. Mình ạ xoay khá tới con pencil. Cứ mình ạ xoay P, E, N. Đôi khăn lờ á, đôi biện này á. Đôi, mình chẳng ạ xoay để con trái tới chạm nó. Cứ mình tại bầy tê. Cứ ạ xoay cái C, I, L. Chẳng ạ thác pencil. Ok, pencil, khmai đầy. Ok, good job. Now, let's spell it together. Pencil, I spell P E N C I L pencil pencil khmau khmau dai. Okay, na mơ rup phiep na kon. Yeah, this one. Yeah, pencil. Chăng khmau dai ni jeung prae ở chơ nai ban visor khlai bam nang na. Okay, ta a lơ jeung te mơ damnak ka bantot tiet ta jeung trai tveu mai na. Okay, this time teacher show the picture first and everyone say the word. Chà, nạ khu bằng hai rụp hiếp ôm bố nhìn dây chì bịa máu. Ní rụp hiếp ấy làn, làn bì sao ông lê thá khà, right? Khà, mình là xoay khlát C, A, R. Đoàn tiền mớ khà, I spell C, A, R. Mình này thá làn, next one. Here book, right? This one, right? The picture show about the
book cha book mi asoi khlas kon kon spell ana kru mat book I spell mien ai khiem mơ mơ book I spell b double o k book one more time book I spell b double o k book ai ke book kon siêu siêu phơi cha lo mình tan chàng chẳng biết đi ăn thầm ấy car mía soi khác c a r chân đi book mía soi khác b double o k very good next one lý kế đục hiệp ấy pen very good pen mía soi khác nó pen mía soi p e n pen cha one more time pen I spell p e n pen very good the last one is the picture show about what pencil right spell pencil together pencil I spell p e n c i l pencil ខ្មៅដៃម្ដងទៀតមក pencil I spell p e n c i l pencil ខ្មៅដៃអូខេអញ្ចឹងកូនអាចបកបហើយបកបពាក្យតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមណាពាក្យទី1គឺ car ពាក្យទី2គឺ book number 3 pen number 4 pencil អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូននឹងចេះប្រកបស្គាល់អក្សរទាំងអស់ហ្នឹងណាចាខាងក្រោមគឺដល់វេនបងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតែគ្រូដាក់ថា spelling មានន័យថាបងត្រូវប្រកបពាក្យហ្នឹងប្រកបយ៉ាងម៉េចចាបងស្ដាប់អ្នកគ្រូនឹងហៅពាក្យហើយបងនឹងយកសៀវភៅលំហាត់របស់បង exercise book ហ្នឹងណាយកមកស្ដាប់អ្នកគ្រូស្ដាប់យ៉ាងម៉េចបងដាក់លេខ1បងលេខ1នៅពេលដែលបងឃើញគឺ you write number 1 in your exercise book សរសេរលេខ1ដាក់ក្នុងសៀវភៅមកហើយស្ដាប់អ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូហៅថាម៉េចចាឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូហៅ book អ្នកគ្រូនឹងហៅ3ដងណាពាក្យ1អ្នកគ្រូហៅ3ដងអញ្ចឹងបងត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតណា number 1 bookbook ចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់បានតាំងពីដំបូងបងប្អូនអាចសរសេរបានតែទីទូទៅគឺអ្នកគ្រូហៅពាក្យចំនួន3ដងគឺមិនមែនឲ្យបងប្អូនសរសេរ3ពាក្យទេនៅពេលដែរអ្នកគ្រូហៅ3ដងមិនមែនសរសេរ book 3ដងណាគឺបងប្អូនសរសេរ book តែ1ដងឲ្យអ្នកគ្រូទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូត្រូវហៅ3ដងដើម្បីឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចកូនឲ្យយើងប្រកាសចិត្តថាពាក្យហ្នឹងមែនដែរឬទេចាគឺបងអូនសរសេរតែម្ដងចឹងមកអូខេ book like this បងត្រូវសរសេរដាក់ក្នុងសៀវភៅលំហាត់ពេលដែលអ្នកគ្រូហៅទៅណាបន្តមកទៀតបងត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញបងថាដាក់លេខ2 put number 2ចាសរសេរលេខ2ខាងក្រោមនោះមកហើយអ្នកគ្រូនឹងហៅពាក្យអូខេឥឡូវស្ដាប់អ្នកគ្នាណាអ្នកគ្រូហៅពាក្យលេខ2បន្តខាJob. Put number 3, that is 3, không sẽ phở. Pen. Good job. Number 4. Pencil. Yes. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូហៅចប់ហើយបងស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងហើយបងសរសេរណាសរសេរដាក់ក្នុងសៀវភៅលំហាត់ផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូវិញអាចប្រឡំអ្នកគ្រូបានទេណាគឺបងត្រូវសរសេរតាមលេខតាមពាក្យដែលអ្នកគ្រូហៅអាចត្រឡប់បានចង់សរសេរណាមួយណាមុនក៏បានទេអត់ទេណា
trâu tay thật xế tam bia đây nạc rô hai tam lệ tiệt ok chắc là bây đàn rô cái nạc rô nắng mơ tập ôn thật xế trâu tam mà vậy đàn rô hai đàn rô tì ok so teacher hope everyone still understand how to do spelling right chà nạc khu sân khâm tha bụi dưỡng nơi tài dô lòng bì ca for spelling bì bụi dưỡng trọng bàn thua vì khá hai nơi bè đại dưỡng bàn riêng nơi thân nạc nơi không thân nạc nạc chà chẳng bây sân chì bộ miền bàn hát bọn ai chạp chì xùm lấy mà xu nạc rù bà nạc ok so the last one teacher want to say goodbye.